Xem ra cái này là gì hả? Cái này làm gì? Xem coi hả? Hay cái này làm gì đây? Đi hốt cái gì đây hả? Nói nghe coi, ngồi im, ngồi xuống dưới hả? Tại sao lúc nào cũng vậy? Nói nghe coi, sửa người em coi, ngồi em chỗ này, ngồi qua đây đâu, qua đây ngồi coi, ngồi đây, ngồi xuống, ngồi, sửa ngồi, nhanh, ngồi xuống, ngồi xuống, rồi sao, sao mà đi thải tùm lum trong nhà đây? Anh nói nghe coi, hả? Bao nhiêu lần rồi? Hả? Bị đánh đít bao nhiêu lần rồi chưa sợ đây? Hả? Giờ cầm hai cái này đi, cầm hai này đi dọn cái đồ của mình đi. Đi. Nghe không? Đồ của con đó. Làm sao? Lười ra. Lười trương thay ra. Nói không nghe nè. Đứng lên coi. Đứng. Nghe lời không? Đứng lên không? Hả? Cái cảm này đi, cảm này đi làm nhiệm vụ đi. Đây, đi làm nhiệm vụ của con đi, cảm này. Sao? Đứng lên, ra ngoài đây, ra ngoài đây. Đây. Cảm này ra ngoài đây nhà làm nhiệm vụ. Rồi, gặp ở đó ra. Ra ngoài đây làm nhiệm vụ coi. Đứng lên. Nhanh. Nghe không? Đứng lên. Đứng lên. Đi, đi ngồi đây. Đứng ra này. Nghe lời. Rồi, đi ra ngoài đây. Ra ngoài đây. Đây, ở ngoài đây có đóng gì đây, ngoài đây của con đây. Đi ra ngoài đó coi. Nè. Xa đây. Đây, ra ngoài đây xem. Đây. Đóng bùi nhồi đây. Đây đây biểu, đây là biểu coi. Đây đây. Sau mà còn dây dài nữa nha, mình bị nhốt ngoài luôn nha, nghe chưa?